À, xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về chuẩn video mới, đó là HEVC hay còn gọi tắt là H265. Thì đối với chuẩn này thì cái khả năng nén là gấp đôi so với chuẩn H264. Bây giờ mình mở cái video này. Video này được quay với định dạng là H265 ở trên Win 10, thì nó sẽ thông báo là thiếu bộ giải mã. Bây giờ mình đóng lại. Mà mình chỉ nghe tiếng thôi. Khi bạn đưa video vào trong phần mềm Camtasia thì các bạn sẽ thấy nó màu đen như thế này. Đối với phiên bản Camtasia 2020 trở về trước thì nó sẽ thông báo là cái định dạng này không hỗ trợ. Còn đối với phiên bản Camtasia 2021 thì nó màu đen như thế này. Thì khi mà đưa video vào trong phần mềm Filmora 10 để xử lý thì nó thông báo là HEVC Codec phải được cài đặt. Do đó là vui lòng hãy kiểm tra cái hệ điều hành của bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt bộ giải mã HEVC H265 cho Windows 10. Thì trước tiên á là các bạn hãy vào trong cái phần mô tả của video, các bạn hãy download cho mình cái bộ giải mã HEVC. Thì sau khi các bạn download về, các bạn giải nén. Sau đó các bạn nhấn đớp chuột để các bạn cài đặt. Các bạn chọn là install. Sau đó là chọn Cloud. Bây giờ mình mở cái video nó lên nè. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái video này vào trong Camtasia. Tương tự như vậy đối với phần mềm Filmora 10. Đó, từ lúc này là nó đã hiểu được định dạng này rồi. Còn để gỡ HEVC thì các bạn sẽ vào đây, các bạn vào trong Start. Sau đó bạn sẽ chọn là Setting. Ở trong cái phần là App, các bạn sẽ gõ HEVC. Sau đó bạn sẽ chọn là Uninstall. Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn cách cài đặt cũng như gỡ bỏ bộ định dạng video H265. Nếu bạn còn những cái vướng mắc gì thì các bạn hãy để lại trong phần bình luận video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.